Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình lại lấy một con hút ẩm đang mùa mưa này. Đấy, làm cho anh em con hút ẩm để anh em về hút này hoặc là sấy quần áo nhé. Con này rất là thanh lịch và nhỏ gọn luôn anh em nhé. Nhưng mà công suất thì tương đối là cao. Con này hút được 16 lít trên một ngày nhé anh em nhé. Đây này. Ở đây nó có thông số của nó nhé. Cái này thì mình cũng không rành về hút ẩm lắm đâu. Mình sẽ quay cho anh em những thông số cố định, anh em nào hiểu thì có thể là đặt hàng. Đây. 16 lít trên ngày này. Độ ẩm là 6% 60%. Đấy. Anh em để ý nhé. Con này sử dụng ga là 134. Đấy, con này sấy bằng Celox nha anh em nhé. Con này ghi là nặng 10 cân đấy. Đây mình sẽ bật thử nhé. Đây, con này là nó, chỗ này nó ghi là mình dịch nó là sấy tốc độ gió để sấy quần áo này. Còn chỗ này nó có cả hiện giờ hay là gì đó, cái này mình không nắm rõ nhé. Đây mình đã bật. Cái này mở ngón tay nhé anh em nhé. Miệng gió mở ngón tay. Đây, hiện tại đang chạy này. Đó, sau đây là sẽ có gió nóng ra là ok. Con này thì sử dụng điện 220 luôn rồi anh em nhé. Cho nên là anh em về chỉ việc là cắm trực tiếp vào điện 220. Con này có bánh xe này, đi lại nhé. Bánh xe đi lại. Thì anh em có thể là nếu mà hút ẩm thì anh em có thể là run từng vị trí một nhé. Để anh em hút. Cái này thì mình cũng không rõ lắm là hút được bao nhiêu phòng, bao nhiêu diện tích đâu nhé. Vì cái này mình chưa tìm hiểu nhiều. Đây, mình chỉ like lên cho anh em thôi. Con này bên mình đang bán với giá là 2,6 triệu nhé. Đấy, hàng nguyên bản luôn như thế này. Đây, dàn nó sẽ là đằng sau nhé. Mình sẽ bóc cái này dàn ra xem. Đây, dàn đẹp lắm anh em ơi. Con này dàn ok luôn. Mình mở một tay rồi. Cái này nó có cái lẫy như thế này nha anh em nhé. Mình đang mở một tay nó hơi khó mở. Rồi, ok. Đây, dàn đồng nha anh em ạ. Đó, ok đấy, cảm biến độ ẩm thì nó nằm ở chỗ này luôn này. Đó. Bình nước thì ok nhé. Này là bao cho anh em bao chạy này, bao bình nước cho anh em nhé. Cái này nếu mà rút bình ra là nó sẽ ngắt đấy anh em ạ. Cái này mình đang để cho nó chạy đấy. Cái này rút bình ra là nó sẽ ngắt, không cho lốc chạy nhé. Vì nó như kiểu là báo là không có bình nước thì nó sẽ không chạy nữa đấy. Hoặc là nước đầy thì nó sẽ cũng ngắt. Đấy, nó giống như kiểu báo đầy nước. Mình sẽ quay cho anh em toàn cảnh con này luôn cho anh em nhìn nhé. Đây là mặt hông này, còn đây là mặt trước này. Đó. Trước anh em xách lên đấy, xem là cái này mở bằng tay, anh em thích thì mở kịch nó sẽ có cái ngạnh đỡ đây. Đó. Còn đây là mở theo hướng nào đấy anh em sẽ gạt theo đó. Cái này nó cũng rất là dễ nhé. Thì đại vào thì nó có cái lẫy mở tay đây này. À, anh em mở lên. Ok. Đây là mặt bên hông nhé. Mặt bên hông thiết kế màu đen. Anh em nào lấy thì mình sẽ lau chùi dọn dẹp băng dính cho anh em nhé. À. Còn anh em nào mà thích sơn thì thêm mất 100.000 tiền sơn. Sơn cái mặt này. Mặt đen thì không cần, mặt đen rất là bóng luôn. À, còn nếu mà bán trực tiếp cho anh em là 2,6 triệu nhé. Là chưa sơn, bao chạy, bao bể vỡ cho anh em. Đây, bên trong lồng đây nhé. Con này chạy tương đối là êm, bên trong này vẫn còn sạch nguyên này anh em ạ. À. Nhìn qua cái miệng gió là trong này rất sạch. Anh em nào chốt thì liên hệ số điện thoại là 0355 448 274 nhé. Đó, số điện thoại của mình. Mình sẽ xem con này nó hãng gì nhé. Toàn tiếng Nhật là không biết là hãng gì luôn. Đây đây anh em ạ. Toàn tiếng Nhật nhé. Đây. Chắc tên hãng ở đây này anh em nào. Hoặc là tên hãng ở dưới này. Hiện tại là toàn tiếng Nhật đây này. Không nắm được hãng gì, còn nó cái
logo của nó là U Dinh đây anh em ơi, logo là U Dinh nhé. Các phím này mình bao test cho anh em là hoạt động bình thường đấy, chỉ có 1 2 3 4 5 phím ở dưới này thôi. Đó. Còn đây cũng chắc là có một cái đèn báo là mình nước đầy nó lóe loe. Đây hiện tại đang mưa nhé, đang test cho anh em để mưa. Tranh thủ làm con máy giặt này test cho anh em con hút ẩm với lại sấy quần áo nhé. Ok. Video này mình like sơ qua này cho anh em nhé. Anh em nào cần thì inbox cho mình dung tích với lại thông số kỹ thuật mình đã like cho anh em ở cái mặt tem rồi. Anh em nào cần mua thì liên hệ nhé. Video này mình xin dừng tại đây.